Từ đầu năm 2020 đến nay, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện Đơn Dương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Từ sự lãnh đạo này đến nay, huyện Đơn Dương có hơn 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình xây dựng nông thôn mới thì của huyện Đơn Dương thì cũng cơ bản được hoàn thành. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân thì đến nay các cái tiêu chí thì cũng cơ bản là đạt được. Nổi bật lên trong cái xây dựng nông thôn mới hiện nay đó là cái đời sống vật chất của người dân được nâng lên. Cái thu nhập bình quân đầu người của huyện Đơn Dương cũng được nâng lên. Đến nay khoảng 82 triệu trên đầu người trên năm. Thì đây là cái điều cũng đáng mừng. Lạc Lâm là địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Nổi bật trong đó là các tiêu chí về thu nhập, điện, đường, trường học, môi trường. Để đạt được thành quả này, Đảng bộ xã đã bám sát nghị quyết của Đảng bộ huyện Đơn Dương về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để ban hành nghị quyết, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các chi bộ, thôn, tổ, dân phố Nam Bắc. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân cùng thực hiện và đạt được kết quả. Đối với địa phương Lạc Lâm, thì năm 2021 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Thì sau khi đạt cái công nhận thì đời sống bà con nhân dân đã được nâng lên. Hiện nay cái thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã là trên 80 triệu đồng trên người trên năm. Hiện nay thì xã không còn hộ nghèo, xã chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Các hệ thống điện, đường, trường, trạm đều được có cái đầu tư. Và hiện nay là các tuyến đường đã được bê tông hóa đến tận những cái cánh đồng của bà con. Rồi về cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì cơ bản được giữ vững và ổn định. Thôn Lạc Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2023. Để có được kết quả này, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thôn chung tay cùng xây dựng. Nổi bật trong đó là đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, với thu nhập bình quân đạt từ 70 đến 80 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 2 lần so với cách đây gần 4 năm. 100% người dân được sử dụng điện nước, đường giao thông được bê tông hóa, hai bên trồng hoa cây cảnh, vừa thuận lợi cho việc đi lại, vừa sạch đẹp nên thơ. Nhân dân hết sức phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua quá trình mà phát động chính quyền phát động phong trào mà xây dựng nông thôn mới ở thuộc thôn Lạc Thạnh thì mấy năm nay bà con là hưởng ứng rất nhiệt tình, là tất cả mọi người đều hưởng ứng, trong cái là tôi được biết là từ làm đường rồi sáng xanh sạch đẹp, tất cả là bà con đều thực hiện tốt, đồng lòng sống thực hiện theo cái chủ trương của nhà nước. Riêng bản thân tôi thì gia đình tôi á thì tôi thấy rất phấn khởi, rất hài lòng và thu nhập thì rất là ổn. Còn với xã Đạ Ròn, Đảng bộ xã cũng đã tập trung lãnh đạo quán triệt đến tất cả các chi bộ thôn, cán bộ, đảng viên, viên chức cũng như tuyên truyền đến nhân dân nghị quyết của Đảng bộ huyện Đơn Dương về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo và tuyên truyền vận động nhân dân cùng đóng góp tiền của công sức để xây dựng và cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong cái xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí thì hiện nay phải nói rằng như tất cả các cái tiêu chí đã đạt, nhất là thu nhập của người dân hiện nay thì đối với xã Đạ Ròn thì phải nói là thu nhập là 80 triệu đồng trên người trên năm. Thứ hai là giao thông nông thôn, phải nói là hiện nay là phải nói là trong quá trình thực hiện xây dựng hạ tầng về giao thông thì người dân là chủ thể đóng góp cùng với nhà nước, là phải nói hiện nay trên địa bàn xã là coi như là cũng đã đạt trên 90% về đường giao thông nông thôn. Thôn Suối Thông 2 là một trong số các thôn điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận vào cuối năm 2023.
Thôn có hội trường được xây dựng khang trang và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, hội họp, văn nghệ, múa hát khi có sự kiện quan trọng. Trong khuôn viên hội trường thôn được trang bị các dụng cụ tập thể dục để người dân trong thôn rèn luyện sức khỏe. Được sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy, chi bộ chúng tôi đã tập trung cùng với cả cái hệ thống chính trị của thôn Suối Thông B2 để vận động bà con chúng ta từng bước thực hiện 19 cái tiêu chí mà theo cái bộ tiêu chí của quốc gia, của chính phủ. Thì đến năm 2018 thì thôn Suối Thông B cũng đã được là cấp trên là công nhận là thôn đạt cái 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Và đến năm 2021 cho đến cuối năm nay 2023 thì chúng tôi đã được phấn đấu là giữ vững được cái danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh trong 3 năm liền. Hồi năm 81-82 ở đây á, là nói chung ở đây là đường sình lầy, đi xe đạp, đi xe máy phải dắt, xe đạp thì dắt lên vai và dắt đi. Nhà thì nói chung lưa thưa nơi một cái, mà nhà chính nhà tôi là nhà mái miếng tôn và phanh đất, trét phanh đất. Nhưng mà đến thời gian để xây dựng nông thôn mới thì nói chung thì nhà tôi đã tiến lên một bước là làm nhà sang trang, rồi đường xá là sạch sẽ, đổ bê tông, đổ bê tông sạch sẽ, và bà con ở đây rất là phấn khởi vì cái cuộc sống mới có đảng là nhà nước quan tâm lãnh đạo để đưa cuộc sống dân lên. Còn với thôn 2, chi bộ cũng đã bám sát nghị quyết của đảng bộ xã, lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, cơ bản 100% tiêu chí đều đạt theo quy định, đem lại đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân được nâng cao. Thì chi bộ chúng tôi có cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thì đến năm 2022, thì thôn 2 chúng tôi đã đạt được khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện. Và chúng tôi cũng vận động nhân dân thực hiện cái nghị quyết của chi bộ, thì nhà nhà trồng hoa, nhà nhà trồng cây. Đến hôm nay thì cái tuyến đường hoa và tuyến đường cây của thôn 2 cũng đã lên tốt, và đường làng ngõ xóm cũng sạch đẹp, và chúng tôi cũng vận động nhân dân là thực hiện xây dựng kinh tế gia đình. Thì kinh tế gia đình thì đạt được cái năm 2020 thì thôn 2 chúng tôi mọi người dân đạt với mức là 40 đến 45 triệu đồng trên người trên năm. Và đến năm 2023 thì thôn 2 chúng tôi cũng đã đạt được 65 triệu đồng trên người trên năm. Cuộc sống của ở đây thì tôi thấy là trước đây là cũng làm ăn thì không phát triển, nhưng mà cách đây khoảng chừng 3-4 năm trở về đây thì nhà nước đầu tư cho là mở rộng đường xá, thì nông dân ở đây người ta làm cũng rất là ổn định, cuộc sống thì phát triển nhiều hơn. Như trước đây thì tôi cũng làm xây xác nhưng mà nó cũng không phát triển như bây giờ, nhưng mà 3-4 năm trở về đây thì nhà máy tôi phát triển rất là mạnh. Thì một tháng tôi có thể thu nhập 3 đến 50 triệu một tháng. Thì bây giờ tôi cũng cầu mong làm sao mà dân phát triển thì tôi cũng hàng hóa tôi cũng cung cấp đều cho dân thì tôi cũng phát triển. Từ việc tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đời sống của người dân được nâng cao về cả vật chất lẫn tinh thần. Những kết quả đạt được này tạo động lực niềm tin để đảng bộ huyện Đơn Dương tiếp tục lãnh đạo nhân dân, tiếp tục xây dựng và cải thiện các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.